Chúng ta cùng tiếp tục chương trình hôm nay bằng cuộc gọi đến từ Hà Nội. Alo. Dạ, em chào chương trình của Cuộc Tình Yêu ạ. Vâng, chào bạn. Dạ, chị ơi, em có câu hỏi muốn nhờ chuyên gia tâm lý cho em ạ. Vâng. Em có yêu một người bạn trai. Vâng. Được gần một năm thì bọn em không, em là người khiếm thị mà chị. Vâng. Bọn em không đến được với nhau thì người yêu em đi. Mà hai đứa em vẫn yêu nhau. Xong rồi đó em gặp lại người bạn thân của anh ấy. Vâng. Thì người bạn thân của anh ấy lại yêu em. Và em vẫn chưa quên được người yêu cũ. Thì em nói là em chưa quên được người yêu cũ nhưng anh ấy chấp nhận. Vâng. Em cũng đã nhận lời yêu nhưng mà em vẫn còn yêu người yêu cũ và em hy vọng anh ấy quay lại với em. Vâng. Nhưng mà anh ấy muốn chia tay tốt cho cả hai. Vâng. Em nghĩ là nếu như em có thể yêu người bạn thân của anh ấy thì bọn em có thể đến được với nhau. Vâng. Còn em không yêu người bạn thân mà bạn trai cũ của em quay lại thì bọn em lần sau vẫn phải chia tay. Vâng. Và lúc đó em đau khổ hơn nhưng em vẫn muốn quay lại thì chương trình cho em lời khuyên là em nên phải làm thế nào ạ? Vâng, tức là bây giờ bạn đang tình cảm chia làm đôi đúng không? Vừa dành cho người yêu cũ và vừa có người yêu mới. Dạ vâng ạ, người yêu cũ thì em yêu, còn người yêu mới thì em chưa có tình cảm. Vâng, tôi hiểu ạ. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia của chương trình sẽ trò chuyện cùng với bạn nhé. Chào em. Dạ, em chào anh ạ. Cũng không thể nói là em đang có hai mối tình được đúng không? Một cái thì hết rồi, một cái thì chưa tới. Em đang đứng ở chỗ chuyển giao giữa cái mất rồi và một cái chưa có gì. Mình phải nhìn thẳng như thế để mình đỡ nghĩ rằng mình đang có hai người yêu rồi phải cân nhắc lựa chọn. Bây giờ mình phải đánh giá lại quá khứ đi. Cái mối quan hệ của em với cái người yêu mà em rất yêu ấy, được hơn một năm đúng không? Sau đấy thì anh ấy chủ động chia tay vì không vượt qua được các thứ. Và anh ấy nghĩ rằng chia tay thì tốt hơn cho cả hai. Em có cùng cái quan điểm với anh là chia tay thì tốt hơn cho cả hai hay không? Em thì em nghĩ là bọn em không đến được với nhau nhưng em vẫn nghĩ là nếu như em vẫn hy vọng là anh ấy yêu em rồi thời gian rồi anh ấy đi với con gái khác em vẫn chấp nhận, nhưng để em thì lại khuyên là nếu như thế thì em rất đau khổ. Và nếu như em yêu người bạn của anh ấy thì em có thể đến được với nhau nhưng mà em chưa có tình cảm với bạn của anh ấy. Rồi anh hiểu. Em thì em mong muốn thế này, em vì quá yêu anh cho nên chấp nhận rằng anh có thể lấy vợ, anh có thể yêu người con gái khác, nhưng anh đừng bỏ em. Em dạ. Chấp nhận cho anh đi với người khác, thỉnh thoảng về đây với em cũng được rồi đúng không? Không phải, ý em nói là yêu đến lúc rồi anh ấy dứt khoát anh ấy đi với người khác thì em sẵn sàng chia tay để anh ấy đi với người khác, em không liên quan đến nữa. Ồ, em nói thế nó đơn giản quá, chuyện tình cảm nó không phải như vậy đâu. Nó rằng xé, nó vật vã, nó đau khổ. Chứ nếu mà để cứ nhận yêu xong đến lúc mà gặp người khác cắt đứt là người toạch một cái thì người ta đã chẳng ca ngợi tình yêu là lắm chuyện như thế đúng không? Biết là như vậy. Không biết là mình có vượt qua được hay không nữa. Em bây giờ nghe giọng nói thì cũng vui vẻ lắm, cũng không đến nỗi là đáng lẽ bây giờ phải khóc thút thít em nhớ anh ấy quá vân vân cơ. Tất nhiên là em là cái người mà cũng có nghị lực, cũng có hiểu biết nên xác định rằng là chuyện tình cảm nó là cái gì đấy không thể cưỡng ép được. Đến ngay cả như em không yêu cái anh về sau, mặc dù anh rất nhiệt tình mà mình cũng còn chẳng cố yêu được cơ mà đúng không? Thế thì mình cũng sẽ thông cảm cho cái anh trước rằng là có thể tình yêu có với mình nhưng tình yêu nó chỉ là một vấn đề thôi, còn rất nhiều thứ trong cuộc sống có phải chỉ mỗi để yêu đâu đúng không? Vâng ạ. Sẽ phải cân nhắc từ từ chuyện sau này rồi tương lai rồi ý kiến bạn bè, gia đình, hàng xóm vân và nhiều thứ khác nữa. Thì người ta thấy rằng là nếu như yêu nhau mà không tiến xa được thì tốt nhất là dừng lại càng sớm càng tốt. Chứ mình biết rằng là phía cuối đường hầm nó là càng ngày nó càng nhỏ đi và nó bế tắc, mà mình cứ đi lao tiếp thì đến lúc mà quay trở lại nó sẽ tổn thương nhiều hơn. Đấy cũng là một cái sáng suốt của cái người mà đang yêu đúng không? Thế thì hãy dũng cảm chấp nhận, không được yêu thì duy trì là cứ gọi anh là đã người từng yêu. Thế rồi bây giờ là một người bạn, thỉnh thoảng nhắn tin gọi điện với nhau thăm hỏi một chút, nếu có cái gì đấy thì có thể hỗ trợ nhau cũng là rất là tốt rồi. Thế còn thì với cái anh thứ hai, mình không ai dám nói chắc là không yêu. Bởi vì có những cô gái đầu tiên nói bảo, em không ngờ là em lại về sau lại yêu anh ấy. Bởi vì lúc gặp mặt lần đầu á, em nghĩ rằng là em ghét ghê cơ, em đã không những không yêu mà thậm chí còn ghét. Thế nhưng mà phải có thời gian để người ta tạo dựng cái mối quan hệ, cái ấn tượng, cái tình cảm. Rồi dần dần biết đâu sẽ có lúc mình càng ngày càng nhận ra rằng cái anh sau này mới là cái mà người cần này, mình gắn bó cả đời này, còn anh trước thì chỉ nói mồm thế thôi, ví dụ thế đúng không? Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng là phải để cho em một thời gian em quên hẳn cái anh cũ thì em mới tiếp nhận một anh mới.
đến các anh các chị lớn tuổi như thế này rồi, ai chả có những cái mối tình mà không thành đúng không? Bây giờ vẫn nhớ, vẫn nghĩ lại, nhưng mà nhớ để làm gì? Coi nó là một cái kỷ niệm đẹp ở trong đời, một chút gì đi vui vui, đôi lúc cũng hơi buồn buồn một chút xíu, nhưng mà nó cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Thế còn phải nhìn thẳng vào thực tế hiện tại của cuộc sống đúng không? Cảm ơn những lời chia sẻ của anh Đinh Đoan. Cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình. Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và trong tình yêu.